Kobi lại đây, Kobi lại đây, Kobi lại đây, cô chừng làm đâu em? Tại sao hai đứa lại lần lôi mèo con lên đây hả? Trời ơi, nãy giờ chắc là Ali đi tìm con Ali lắm rồi đấy. Nào, hai đứa hư lắm nha. À, hai đứa phải đi xuống xin lỗi Ali đi. Nghe không? Nghe không? Tí nữa mẹ bây giờ mẹ đem mèo con xuống cho Ali xong rồi tí nữa hai đứa phải xuống xin lỗi Ali nghe chưa? Nhớ không? Không có được đem mèo con lên đây. Hai đứa thích chơi với mèo con hả? Để khi nào mà mèo con lớn lên rồi mới được chơi nghe chưa? Nghe chưa? Kobi nhớ chưa? Kobi. Nghe nhớ chưa? Hử? Ngon nữa nghe chưa? Nào bây giờ hai đứa ngồi đây để mẹ đem bốn em mèo con xuống cho Ali nào cho để Ali đi tìm này. Rồi xuống đây. Mon đi, Mon ngồi đây. Rồi Kobi ngồi đây với Mon này. Nhớ mẹ dặn nghe chưa? Ôi dồi ôi. Mẹ đưa em xuống đây nha. Ali ơi. Trời ơi, Ali ơi, con buồn lắm hả? Ali, con buồn hả? Này, mẹ đưa mẹ con cho con này. Ôi, thương chưa? Ôi, nhầm đây nha. Đấy, đi tìm con hả? Cô Bi với lại Bon hư đi. Để tí nữa mẹ trách hai đứa nó nha. Để mẹ dặn cô Bi với Mon là không được lấy mẹ Mon nữa nha. Ali khóc nha. Thương Ali quá. Tại vì cô Bi với Mon muốn chơi với mẹ con nó ha. Nha, con đừng giận nha. Đừng giận cô Bi với Mon nha. Mẹ thương nha. Nha, mẹ bảo hai đứa xin lỗi con nha. Nha, mẹ thương nè. Nào, cho con bú nè. Rồi, cho mẹ con bú nha. Rồi, em bé ơi. Em bú nha, em bú nè. Đấy, cho em bú mẹ nha. Đấy, đúng rồi, giỏi quá, yên tâm nhé. Đấy, đây nè. Rồi, giỏi quá. Vậy sao mà hai đứa còn lấy mẹ con đi là mẹ phạt nha. Mẹ phạt hai đứa luôn nha. Mẹ bảo vệ cho Ali mà nha.
con là cho Ali đây. Này, Ali ơi, con ăn đi. Này, Kobi, Kobi giỏi, mẹ cho thưởng sữa cho Kobi này. Ali này cũng sữa no rồi, Ali không ăn thịt bò nữa rồi. Ali ơi, này con, đi, con ăn đi. Chắc là mẹ để đây tí nữa Ali ăn nha. Chắc là Ali này cũng sữa no rồi. Ali giỏi lắm. Nha. Nãy giờ con chơi với Ali vui không? Con có hạnh phúc khi thấy Ali sinh em bé không? Con nhớ phụ Ali chăm em bé nhé. Kobi nhé. Giỏi à. Ali ngoan nha, mẹ lấy nước muối sinh lý này rửa mắt cho con nha. Nào, Ali ngồi đây, Ali ngồi đây, Ali giỏi, Ali giỏi. Nào, Ali ngồi đây, Ali ngoan nào, rửa mắt chứ không là nó bị ghèn mắt nha. Thế này. Nào, nào, đây mẹ ẩm nha. Nó bị ghèn mắt là nó lây cho các con của con đó. Thank you.
của con đi. Đi đi nha, đi xuống với các em mèo đi nha. Đi nào, đi. Đi lên, đi. Đi lên con. Đi lên. Thank you.
Sao lại trứng như thế này? Sao lại quả trứng đi nhờ? Ô, Kobi, con nào đây à? Kobi đi lại đây mẹ nào. Ai nấu trứng cho Ali đây? Con á, con giỏi thế. Wow, Kobi giỏi vậy ta. Hàng gì á, mẹ thấy là một quả trứng ở dưới bếp này, xong rồi một cái vỏ trứng ở trên bếp nữa này. Là thì ra là Kobi à, mẹ cái tưởng ai chứ? Ali ơi, con ăn đi. Con bảo Ali ăn đi. Ali ơi, con ăn đi. Này, Ali ăn đi. Ali có thích ăn không? Hay là có mình để Ali ngại đi Kobi ạ? Kobi có đói không? Cái mẹ thử nha, Kobi một hộp sữa nhé. Chắc Kobi làm việc nhiều rồi cũng đói rồi đấy nhờ. Thế để đây cho Ali ăn nhé. Ali ăn ngoan nhé. Mình đây mẹ thử sữa cho Kobi đây nha. Đi nào. Lấy trứng ra con cháy cho Ali ăn á. Mẹ thử sữa cho con nhé. Chợ nấu cơm mà, hay là ra ngoài kia chơi với chị Kobi? Cô ngồi đây hay là ra ngoài kia chơi với chị Kobi? Anh nằm đây nhá, nằm đây nào, nào nằm đây nha. Nằm đây, mình ngồi đây. Ôi trời, con ngồi đây chơi nha, mẹ đi chợ tí mẹ về nha, để mẹ ra nói chị Kobi trong trường con nha.
tiền dưới đó chạy lên á. Cô biết mới hay là mon mon lại lén xuống với lại em mèo đúng không, mèo Ali rồi đúng không? Đi mon mon lại chạy xuống dưới với Ali đúng không? Mon, mẹ dặn mon mà mon không nghe hả? À? Mon phải ngoan chứ. Mon mon đừng có xuống Ali nữa nha, để cho Ali nghỉ ngơi nhé. Nhé chứ, nghe chứ. Cô Bi nhớ để ý em nhé, để cho mon Ali nghỉ ngơi. Ali mới sinh em bé, Ali mệt đấy nha. À, mẹ có chuối kìa. Bây giờ mẹ lấy chuối cho hai đứa ăn nhé, được không? Được không? Được không? Được hả? Đi nào, lấy chuối ăn nha. Đi, mẹ đi lấy chuối cho mẹ ăn nào. Mình lấy chuối cho hai chị em ăn nhé. Kobi ăn ngon không? Để mẹ bóp cho Kobi nhé. Từ từ đợi mẹ đi. Thôi mẹ cho con ăn từ từ thôi con. Kobi thích ăn chuối lắm á. Mẹ để cái này đi, để cái này sau rồi. Rồi cho mon luôn. Con mình hôm nay ăn với chị Kobi này. Ngon không? Ừ. Ở trên này ăn chuối thôi nha, đừng có xuống với Ali nữa nha, để cho Ali ngủ, Ali có sức, Ali cho con Ali bú nữa. Này cho cô Bi này, mon ăn nhanh lên để ăn với chị nè con này. Thank you.
đi, sao con lại lên đây hả? Sao con không ở với cái con đi mà lên đây hả? Ừ. Trời mưa rồi, đi xuống cho cái con đi nha, chị để các con ở một mình là các con khóc đó nha. Nga nè, thôi đi đi nhá. Anh đi xuống với các con đi nha. Đi nha. Gọi mẹ gì á? Sao mà chạy hồ hởi thế? Hả? Làm sao? Làm sao? Hả? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu dắt mẹ đi nào? Ừ? Đi đâu dắt mẹ đi? Không muốn mẹ đi đâu? Hả? Đi đâu á? Đi đâu á? Hả? Đi đâu mà đi to thế? Để thằng đây nào? Đi 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 đi. Con đi trước đi. Ali ăn ngon chưa kìa? Mẹ kéo ra cho Ali nha. Ngon quá. Kobi có muốn ăn không? Ừ, tí nữa mẹ lên mẹ lấy cho Kobi cái khác nhé. Rồi, cho Ali này. Đấy, Ali ăn ngon rồi. Cảm ơn Kobi nha. Kobi thương Ali lắm á. Kobi vừa mới cầm cái cần câu đi ngang quá nhờ. Thôi kệ đi, cho Kobi đi câu cá cũng được.
câu rồi không con? Mẹ thấy chị Kobi bắt chồng câu không phải chị Kobi đi câu không? Ừ. Thôi đi vô phòng chơi với mẹ nhé. Nhá.
Chín rồi, bớt ra cho để nguội nha. Để nguội cho mẹ Ali ăn nha. Rồi, bây giờ hai mẹ con mình ra ngoài xong thì chị Kobi về chưa nha. Đi thôi. Bớt xương nha, không Ali bị hóc vậy nha.
con mà không được ấy. Anh đi ăn đi. Nào, cô Bi, lên đây. Lên đây cho anh đi ăn rồi con này. Đi lên đây nè. Đấy, anh đi ăn rồi con vui chưa? Hả? Vui chưa? Hôm sau đi chợ mua cái cho anh đi ăn nhé. Không phải đi câu cho cực nha, sau lái ô tô đi một cái nha.